chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến một số thành phần thù địch ở mỹ cố tình xuyên tạc về tình hình việt nam và nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến việt nam nghe theo lời xuyên tạc đi theo một cách mù quáng chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết gửi ngài sam brobrek của lão chăn bò dương vương kinh thưa ngài sam probek đại sứ lưu động về tôn giáo quốc tế hoa kỳ việt nam chúng tôi vi phạm về tự do tôn giáo với những lẽ sau sứ độc tài cộng sản việt nam cộng sản việt nam quả là mất tự do tôn giáo khi để nhiều linh mục giáo dân vi phạm pháp luật nhưng không dùng binh mà chỉ dùng lễ suốt ngày chỉ biết chuyên truyền vận động thuyết phục những linh mục và giáo dân cực đoan chống phá chính quyền đòi lật đổ chế độ thế mà cộng sản chỉ biết mỗi vận động họ với mong muốn hoặc quay đầu chung lưng đấu cật với cả nước để xây dựng một việt nam giàu mạnh mong muốn họ hòa mình cùng dân tộc sống tốt đời đẹp đạo sống phúc âm trong lòng dân tộc chứ không hề xử lý như đối với những người không theo tôn giáo nào quả là bất công bất bình Cộng sản Việt Nam chỉ biết mỗi việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, chỉ biết đến chúc mừng nhân ngày lễ lớn của các tôn giáo. Cộng sản Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo khi tạo điều kiện để gần 25 triệu tín đồ tôn giáo tự do sinh hoạt, vi phạm tự do tôn giáo khi để 42 tổ chức thuộc 15 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân, 60 cơ sở đào tạo tôn giáo thuộc Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo hòa hảo, hơn 7.000 tổ chức cơ sở tôn giáo đang sử dụng tổng diện tích gần 15.000 ha đất, gần 20 báo tạp chí liên quan tôn giáo, phần lớn các tổ chức tôn giáo đều có website riêng. Trong 5 năm gần đây đã có hơn 3.500 đầu dầu ấn phẩm tôn giáo được xuất bản với hơn 11 triệu bản in, hàng triệu đĩa CD, DVD bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo khi cho phép nhiều hoạt động tôn giáo quốc tế lớn được tổ chức ở Việt Nam như Đại lễ Phật Đảng Vê Sách 500 năm cải chánh đạo tinh lành. Sứ tự do Hoa Kỳ thì sao? Người Hoa Kỳ là chúa của tự do tôn giáo và nhân quyền khi cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên nhóm Hutari tự xưng là chiến binh thiên chúa giáo và vu cho là có âm mưu chống lại chính quyền. Trước đó, năm 2010, chính thành viên của Hutari cũng bị bắt giữ. Hoa Kỳ quả là tôn trọng quyền tự do tôn giáo khi mà phong trào bài Hồi giáo có xu hướng gia tăng tại Mỹ, điển hình ngày 13 tháng 8 2016 tại New York. Giáo sư Maulama Akonje cò và trợ lý Tara Udin bị bắn chết khi rời nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện. Hoa Kỳ quả là tôn trọng tự do tôn giáo khi mới đây người biểu tình đòi giật sập tượng Chúa Giêsu ở ngay nước Mỹ, buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải khẩn cấp điều binh để bảo vệ. Hay như mới ngày 11 tháng 7 vừa qua, người biểu tình đã đốt phá tượng Đức Mẹ Maria Đồng Trinh tại Boston. Hoa Kỳ không những tôn trọng quyền tự do tôn giáo mà còn để cho các chức sắc công giáo lạm dụng tình dục ngay với các nữ tu sĩ và con chiên, trong đó có các bé gái đúng là quá tự do hoạt động nhân danh tôn giáo còn nhiều nhưng có lẽ chỉ tạm kể vậy thôi các cụ xưa có câu hữu xạ tự nhiên hương tất nhiên là các cụ ở nước ta chứ không phải là nước mỹ vậy nên hoa dù có thơm cỏ dù có lạ thì cũng nên để người ngoài đánh giá như thế sẽ bảo đảm tính khách quan và sự chính xác trước khi đề cập tự do tôn giáo ở việt nam Hoa Kỳ cần lắng nghe ý kiến của chính người Mỹ, như ông Sercy, Phó Chủ tịch Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ đã nói. Được chứng kiến trực tiếp và bằng kinh nghiệm bản thân mình, tôi cho rằng Việt Nam không chỉ có tự do tôn giáo mà các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam ngày càng phát triển. Ông Savagot, cựu Đại tá CIA đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam sau năm 1975 là trợ lý đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Thái Lan, trưởng đại diện. General Electric ở Việt Nam, cố vấn cho Inter-Taxi Travel Company, cho rằng với tư cách là người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với bản báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo. Nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu? Theo tôi là 100%. Một điều nữa, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Thí dụ cá nhân tôi hoàn toàn không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó. Tôi cũng có nhiều người bạn là người Mỹ ở và Việt Nam, họ theo Thiên Chúa Giáo, tin lành, Phật Giáo. Tôi khẳng định rằng, những người bị bắt không bao giờ vì lý do tôn giáo, mà vì họ vi phạm pháp luật của chính đất nước đã nuôi dưỡng họ. Tôi nghĩ một số thành phần thù địch ở Mỹ cố tình xuyên tạc về tình hình Việt Nam, và nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức, không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến việt nam nghe theo lời xuyên tạc đi theo một cách mù quáng vậy nhé ông sam robeck ông nên lo cho dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo của chính đất nước ông đừng đưa con dom đóm mang tên tự do tôn giáo của hoa kỳ để so với ánh trăng rầm của việt nam